Hello cả nhà. Đây nha mọi người, kết quả sau 3 ngày nhé, sử dụng argan nhé. Này, sử dụng dầu argan cho cái da, cho cái mụn của bé nhà mình nhé, mụn dậy thì nhé. Trời ơi, mọi hôm nó rất là nhiều ở cái chỗ đây này, cái chỗ chân tóc này, rất là nhiều mụn. Bây giờ hôm nay nó cồi, nó khô hết cồi mụn rồi mọi người. Nó biến đâu hết rồi ấy. Công nhận là phải nói là thật sự là quá là nhanh luôn. Đây này, vết thâm đã chuẩn bị cũng biến hết rồi. Đây, chỉ có vài cái mụn này thôi. Đây này, hôm qua hôm kia nó còn đỏ tấy lên mọi người. Đã quay video cho mọi người xem đấy. Nó có một cái sự khác biệt không hề nhẹ một tí nào mọi người. Đây này, nó còn 1-2 ngày nữa thì nó còn không để lại một vết tích gì luôn. Mà này, mụn toàn, bây giờ nó khô đầu mụn này. Nó khô đầu mụn hết rồi mọi người. Đó, quá là siêu nhân. Chân ái mọi người ạ, chân ái cho da mụn nha mọi người. Nó vừa an toàn, dầu argan này. Đây, một cái chai nhỏ xíu này nhưng mà nó rất là có võ luôn. Đó, argan, hàng nhập khẩu nhá, hàng nhập khẩu của Mazda nha mọi người. Đó, nhập khẩu Mazda và sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc nhá, dây chuyền của Hàn Quốc. Đấy, cho mọi người xem này. Đấy, bây giờ chỉ còn có thâm thôi này. Hôm trước á, đây này mụn rồi, hôm nọ mụn nó, hôm qua hôm kia mụn nó sưng đỏ ở đây, tấy đỏ ở đây mà bây giờ không còn một vết tích gì, gọi là chỉ còn một tí 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 thôi, nó không có một cái tình trạng viêm nữa luôn. Đây cái mũi của bạn này, tí nữa để bôi cái mũi này. Đấy, cái mũi này dậy thì này, mụn đầu đen này, để bôi để cho nó khô cái cồi mụn này hết lên, mũi nó sạch. Đấy, con cầm như này cho mẹ nào, cẩn thận. Đấy, cầm này. Mẹ bôi quá là tuyệt vời luôn. Công nhận là sản phẩm tốt lắm mọi người, mà nó an toàn, nó khô cồi mụn luôn. Mọi người biết làm sao không? Tại vì á, tinh dầu argan này, là cái dầu argan này nó có thành phần vitamin E này, nó có thành phần chống oxy hóa này, đấy, và chống viêm rất là tốt luôn. Nó cân bằng cái độ ẩm cho da, vì vậy mà nó hạn chế mụn này, nó hạn chế mụn này, dầu thừa, nguyên nhân của thiếu ẩm, thiếu dưỡng dưỡng ẩm, thiếu ẩm cho da nên là xuất hiện tình trạng mụn này. Đó, tình trạng mụn này. Đây mọi người nhìn này. Bạn ấy rất là dễ chịu luôn, là tại vì là hôm trước là cái đầu này nó đau lắm, mọc những cái mụn to nó đau. Đây này, mụn to ở dưới chân tóc nó rất là đau luôn, mà sao bạn này toàn bị ở cái vùng trán này, vùng chân tóc này thôi. Đấy, thế mà hôm nay nó xẹp hết. Hôm nay nó xẹp hết rồi mọi người nhá. Hôm nay nó xẹp hết rồi. Nó xẹp hết rồi nhá. Con ra để cho nó sáng. Ma xuống không ông bà không có cái. Đấy, đây này. Rất là dễ chịu. Ai có nhu cầu thì cứ inbox để mình hướng dẫn chi tiết nhé. Nó cái sản phẩm này đang được công ty hỗ trợ giá nha mọi người nhé, đang được hỗ trợ giá nên là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với cái việc là sau này mình sẽ đặt cái loại 15ml, nó sẽ chi phí nó sẽ cao hơn. Còn cái này nó đang cho mọi người trải nghiệm đây, khách hàng trải nghiệm rất là tốt luôn, thích lắm. Rồi, bye bye cả nhà nha. Mai ngày kia mà quay lên thì chắc là mọi người không còn nhìn thấy vết tích của mụn luôn ấy. Chúc cả nhà ngủ ngon.